Dạ. Tiếp theo con xin đọc câu hỏi thứ hai. Cha mẹ con chưa có biết đạo Phật, con phải nên làm thế nào để cho cha mẹ con biết được A Di Đà Phật? Phật tử tại gia thì tu tập như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy tạm liệt những người chưa biết đạo Phật là 4 nhóm. Nhóm 1 là nhóm vô thần, tức là bị nhồi sọ bởi chủ nghĩa vô thần. Nhóm 2 đó là nhóm theo các tôn giáo khác. Nhóm thứ 3 là theo đạo ông bà. Và nhóm thứ 4 là đánh mất niềm tin tôn giáo do những khủng hoảng tôn giáo. Từ một sự kiện hay một sự cố, nhìn thấy nhà sư hay là cái ngôi chùa gì đó bị cái tai tiếng nào đó, từ đó mất hết niềm tin đối với đạo Phật. Thì trong 4 tình huống này đó, chúng ta phải rất khéo léo thì mới có thể hướng dẫn cha mẹ và người thân của mình từ chỗ đó không là Phật tử trở thành Phật tử. Tình huống 1, cha mẹ vô thần đó, thì thường là những người người ta có cái tinh thần tự lực tự lập cao, cho nên đó, chúng ta phải tìm kiếm những cái quyển sách về triết học Phật giáo, bao gồm xã hội học Phật giáo, chính trị học Phật giáo, đạo đức học Phật giáo và triết lý Phật giáo trong ứng dụng, tặng cho cha mẹ mình vào những ngày quan trọng dẫn đến hạnh phúc của họ, chẳng hạn như là ngày lễ cưới, ngày sinh nhật, ngày thành công, vân vân. Thì thường cái gì mà được tặng vào những cái ngày mà người ta quan hỷ đó, người ta thường đọc, người ta thường xem coi cái đó là cái gì mà con em của mình đã tặng mình như thế. Và khi đọc vào những cái trang sách viết sâu sắc về đạo Phật như vậy đó, thì cha mẹ chúng ta sẽ suy nghĩ lại rằng là những gì mà họ học được chủ nghĩa vô thần đó không bằng được một phần của triết lý Phật giáo. Từ đó đó, cái nhận thức bắt đầu được thay đổi và họ sẽ tình nguyện trở thành đạo Phật đó, trở thành Phật tử thôi. Tình huống 2, nếu cha mẹ theo các tôn giáo khác thì việc hướng dẫn cha mẹ theo đạo Phật là rất khó. Tức là những người nào đã theo Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Bà La Môn giáo, Anh giáo, thì lúc đó chúng ta cứ nỗ lực hết những gì mà chúng ta cần làm, và cũng phải tặng cho cha mẹ mình những cái tác phẩm về triết học Phật giáo ngắn gọn, sâu sắc, từ lý thuyết cho đến ứng dụng. Nếu không tìm được những cuốn sách đó thì nhờ các tăng ni tư vấn dùng cho. Thì ít ra đó, cha mẹ chúng ta khác đạo khi đọc về những tác phẩm này đó, cũng có những so sánh với tôn giáo mà họ đang theo. Và kết quả là họ sẽ có thể, nếu không đổi đạo theo đạo Phật được, thì họ cũng không ngăn cản con em của mình làm Phật tử. Tình huống 3, thờ đạo ông bà thì rất dễ trở thành Phật tử. Vì đạo ông bà là đạo hiếu, mà đạo Phật như thầy giảng trong phần xã hội học đó, đó là tôn trọng 4 trụ cột: biết ơn và đền ơn, đó là ơn cha mẹ. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất trên hành tinh đó, tôn vinh vai trò của cha mẹ ngang bằng với các đức Phật. Không có tôn giáo nào nói cha mẹ ngang bằng với Thượng Đế đâu. Trong Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, người ta cho cha mẹ sau khi chết là ma quỷ và cấm con em không được thờ ma quỷ là cha mẹ. Cho nên nhắc nhở về những cái đạo lý là ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc, ơn đồng loại, thì tự động cha mẹ chúng ta sẽ thấy là từ lúc trở thành Phật tử đó, con của mình trở nên hiếu kính mình hơn, năng động hơn, tích cực hơn, làm nhiều việc có giá trị hơn. Thì việc hướng dẫn cha mẹ như thế sẽ giúp cho cha mẹ dễ dàng trở thành Phật tử. Trường hợp thứ 4 là bị cú sốc khủng hoảng niềm tin tôn giáo, thì chúng ta phải có những cái cách thức khéo léo là mình tìm những hình ảnh điển mẫu về các nhân vật Phật pháp mà họ là những vần thái dương, những vần trăng, những ngôi sao bắt đầu, để cho cha mẹ chúng ta so sánh với những cái tấm gương xấu mà họ đã từng chứng kiến, khác nhau trời và vực. Từ đó đó, chúng ta mới dễ dàng nói với cha mẹ mình rằng đó, mía sâu có mắt, nhà dột có nơi, không thể quơ đủ cả nắm. Những người theo chủ nghĩa hoàn thiện, chủ nghĩa lý tưởng, thì thường có khuynh hướng đó, là lý tưởng hóa,
Cho nên khi mà bị sụp đổ thần tự rồi đó, họ mất niềm tin rất là lâu dài, và đó là một tổn thất lớn. Đặc biệt đến với đạo Phật á, là mục đích để học hỏi được cái nền minh triết của Đức Phật cho bản thân mình. Còn các vị tu sĩ chỉ là người dẫn đường, cũng giống như các phương tiện giao thông, các loại xe giao thông. Không có xe hơi, chúng ta đi xe lửa. Không có xe lửa, chúng ta đi tàu điện ngầm. Không có tàu điện ngầm, chúng ta đi xe tram. Không có xe tram, chúng ta đi máy bay. Không có máy bay, chúng ta đi xe đạp, xe Honda. Tệ nhất thì chúng ta cũng thể đi bộ được, có sao đâu. Không có thầy A, chúng ta đến với thầy B. Chứ đâu có thể là vì một ông thầy A, một sư cô B, ngôi chùa C mà chúng ta bỏ cái cơ hội đến với đạo Phật. Không nên thành kiến như thế được. Và khéo so sánh để chúng ta giải tỏa cái uẩn khúc của cha mẹ mình, thì dần dà mới dẫn dắt cha mẹ mình vào đạo được. Ba của thầy đó là người rất kỵ các thầy tu, không thích thầy tu. Và ông cũng là người cấm thầy đi tu, vì ông không thích thầy trở thành cái đối tượng mà ông không thích. Nhưng mà rồi khi thầy trở thành thầy tu, đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng, và mỗi khi có dịp thì dẫn ông đi chỗ này chỗ nọ gặp các thầy tu, ông thấy các thầy tu dễ thương quá, dễ mến quá, đàng hoàng quá, tốt quá. Rồi ông đã từng ở tại thiền viện Phước Sơn của Thượng tọa Bửu Chánh mấy tháng trời, ông rất là quý mến sư Bửu Chánh. Thế tự động các cái nhận thức sai lầm về đạo Phật trước đây, về thầy tu trước đây đó bắt đầu hết. Cho nên đó, nếu chúng ta khéo hướng dẫn vào những cái điều kiện có sự phối hợp nhịp nhàng đó, thì những nhận thức thành kiến sẽ được rơi rụng thôi. Thì đó là bốn cái tình huống mà hoàn cảnh của câu hỏi có thể rơi vào. Còn để đi vào chi tiết hơn đó, thì có thể tư vấn với thầy Thiêm qua điện thoại hoặc là qua email. Thì thầy vào cái hoàn cảnh cụ thể nào đó thì thầy sẽ góp ý Thiêm. Xin được hỏi thầy.